sự tái sinh Nghiệp karma có thể được hiểu là nguyên nhân và hậu quả rất giống với cách mà các nhà vật lý học hiểu là đối với mỗi tác động thì có một sự phản lực ngang bằng và đối nghịch lại. Đối với môn vật lý hình thức phản hồi nào sẽ xảy ra thì luôn luôn không thể dự đoán được nhưng đôi lúc chúng ta có thể tiên liệu sự phản ứng và có thể làm điều gì đó để giảm thiểu hậu quả hiện nay khoa học đang dùng nhiều cách để làm sạch sẽ môi trường đã bị ô nhiễm và thêm nhiều khoa học gia đang cố gắng ngăn ngừa sự ô nhiễm trầm trọng hơn cũng như thế những đời tương lai của chúng ta được quyết định bởi các hành vi hiện tại cũng như các hành vi của những đời gần nhất và những đời quá khứ của ta sự thực hành pháp là để làm nhẹ bớt kết quả của các hành động theo nghiệp lực của chúng ta và ngăn ngừa mọi sự ô nhiễm trầm trọng hơn do những tư tưởng và hành vi tiêu cực những tư tưởng và hành vi tiêu cực đó đẩy chúng ta vào một sự tái sinh đau khổ ghê gớm sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ chết và vì thế sớm muộn gì chúng ta sẽ lại phải tái sinh những cảnh giới sống mà ta có thể tái sinh được giới hạn trong hai loại là cảnh giới thuận lợi và cảnh giới không thuận lợi việc chúng ta tái sinh ở đâu thì tùy thuộc vào nghiệp lực của riêng ta nghiệp được tạo nên bởi một tác nhân một con người một chúng sinh chúng sinh thì không gì khác hơn là bản ngã giả định trên nền tảng tương tục của tâm thức bản tánh của tâm thức là sự chói ngời và trong sáng nó là một tác nhân của sự thấu biết mà trước đó là một khoảnh khắc trước của tâm thức làm nguyên nhân cho nó nếu chúng ta hiểu biết rằng sự tương tục của tâm thức không thể bị dứt tiệc trong một đời thì ta sẽ nhận ra là có một y cứ có tính logic cho việc có thể có đời sống sau khi chết nếu chúng ta không xác tín về sự tương tục của tâm thức thì ít ra chúng ta cũng biết rằng không có bằng chứng nào có thể bác bỏ lý thuyết về đời sống sau cái chết chúng ta không thể chứng minh nó nhưng ta không thể bác bỏ nó có nhiều trường hợp về những người nhớ lại các đời trước của họ một cách sống động nó không phải là một hiện tượng chỉ giới hạn trong giới phật tử có nhiều người với những ký ức như thế nhưng cha mẹ họ thì không tin ở đời sống sau khi chết hay những đời quá khứ tôi biết có ba trường hợp các trẻ em có thể nhớ lại những đời trước của chúng một cách sống động trong một trường hợp hồi ức về đời trước quá sống động đến nỗi mặc dù trước đó các người cha mẹ không tin vào đời sống sau khi chết nhưng do hồi ức rõ ràng của con cái bây giờ họ đã bị thuyết phục đứa trẻ không chỉ nhớ lại rõ ràng đã từng sống ở một ngôi làng bên cạnh mà nó đã nhận ra nhưng còn có khả năng nhận diện cha mẹ đời trước của nó là những người mà nó không hề có cơ hội nào để biết nếu không có đời sống sau khi chết thì không có đời trước và chúng ta sẽ tìm sự giải thích khác cho những hồi ức này cũng có nhiều trường hợp khác cha mẹ có hai đứa con được nuôi dạy cùng một cách trong cùng một xã hội với bối cảnh giống nhau tuy nhiên một đứa lại thành công hơn đứa kia chúng ta nhận thấy sở dĩ có những khác biệt như thế là do những dị biệt trong các hành vi thuộc nghiệp lực quá khứ của chúng ta cái chết không là gì khác hơn là sự tách lìa tâm thức với thể xác vật lý nếu bạn không chấp nhận hiện tượng được gọi là tâm thức này thì tôi nghĩ là rất khó khăn để giải nghĩa chính xác đời sống là gì khi tâm thức được liên kết với thân thể và mối quan hệ của chúng tiếp diễn chúng ta gọi nó là đời sống và khi tâm thức chấm dứt mối quan hệ của nó với một thân thể đặc thù thì ta gọi sự việc đó là cái chết mặc dù thân thể chúng ta là một tập hợp của các thành phần hóa học và vật lý nhưng nó có một sự chói sáng thuần tịnh tịnh quan là một thứ tác nhân vi tế cấu tạo nên đời sống của các sinh thể vì nó không có tính vật lý nên chúng ta không thể đo lường nó nhưng điều đó không có nghĩa là nó không hiện hữu chúng ta đã tiêu phí quá nhiều thì giờ năng lực và sự nghiên cứu trong việc thám hiểm thế giới bên ngoài nhưng giờ đây nếu chúng ta thay đổi sự tiếp cận đó và hướng mọi sự thám hiểm nghiên cứu và năng lực này vào bên trong và bắt đầu phân tích thì tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta có khả năng nhận ra được bản chất của tâm thức sự trong sáng chói ngời này ở trong chúng ta theo sự giải thích của phật giáo tâm thức được cho là không bị ngăn ngại nó không có tính chất vật lý và chính từ những tác động của tâm thức này mà mọi cảm xúc mọi mê lầm và mọi khiếm khuyết của con người phát sinh tuy nhiên cũng do bởi bản tánh nội tại của tâm thức này mà người ta có thể giải trừ tất cả những khiếm khuyết và mê lầm này và tạo nên sự an bình và hạnh phúc lâu dài vì tâm thức là nền tảng cho nhiều sự hiện hữu trong sinh tử và cho chính giác ngộ nên có nhiều tác phẩm bao quát về vấn đề này từ kinh nghiệm riêng chúng ta biết rằng tâm thức hay tâm tùy thuộc vào sự biến đổi có nghĩa là tâm thức phụ thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện chúng làm biến đổi chuyển hóa và ảnh hưởng đến tâm thức đó là những điều kiện và môi trường của đời sống chúng ta tâm thức phải có một nguyên nhân chất thể giống như bản tánh của chính tâm thức để cho nó phát khởi không có một khoảnh khắc trước của tâm thức tiền niệm thì không thể có bất kỳ tâm thức nào nó không phát khởi từ cái không có gì và nó không thể chuyển thành cái không có gì vật chất không thể biến đổi thành tâm thức vì vậy chúng ta phải có thể truy nguyên trở lại chuỗi nhân quả của các khoảnh khắc tâm thức trong thời gian kinh điển phật giáo nói về hàng trăm tỷ hệ thống thế giới vô lượng các hệ thống thế giới và tâm thức hiện hữu từ thời gian vô thủy tôi tin là có các thế giới khác hiện hữu khoa vũ trụ học tân tiến cũng nói rằng có nhiều loại hệ thống thế giới mặc dù sự sống không được quan sát thấy trên các hành tinh khác nhưng kết luận rằng sự sống chỉ có thể có trên hành tinh này là hành tinh bị lệ thuộc vào Thái Dương hệ này và không có trên các loại hành tinh khác là không logic. Kinh điển Phật giáo đề cập tới việc có sự sống trên các hệ thống thế giới khác cũng như trên các loại Thái Dương hệ khác nhau và trên vô lượng vũ trụ. Ngày nay nếu các khoa học gia được hỏi là vũ trụ đã được tạo nên như thế nào thì họ có thể đưa ra nhiều câu trả lời nhưng nếu hỏi họ tại sao sự tiến hóa này xảy ra thì họ không đáp được nói chung họ không giải thích rằng nó là một sáng tạo của thượng đế vì là các nhà quan sát khách quan họ chỉ có khuynh hướng tin ở vũ trụ vật chất một số người nói rằng nó xảy ra chỉ do sự ngẫu nhiên giờ đây chính quan điểm đó không logic bởi nếu bất kỳ cái gì hiện hữu đều do sự ngẫu nhiên thì cũng giống như nói rằng các sự việc không có bất kỳ nguyên nhân nào nhưng từ đời sống hàng ngày của chúng ta ta thấy là tất cả mọi sự đều có một nguyên nhân mây làm ra mưa gió cuốn đi các hạt giống khiến cây cỏ mới mọc lên không có gì hiện hữu mà không có lý do bạn có thể chấp nhận rằng vũ trụ được sáng tạo bởi thượng đế thì trong trường hợp đó sẽ có nhiều mâu thuẫn như bắt buộc là sự đau khổ và cái xấu cũng phải được thượng đế sáng tạo nên cách chọn lựa khác thì giải thích rằng có vô lượng chúng sinh mà năng lực do cộng nghiệp của họ đã tạo nên toàn thể thế giới này như một môi trường cho họ vũ trụ mà chúng ta đang sống được tạo nên bởi các ham muốn và hành động của chính chúng ta đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây ít ra điều này hợp với logic vào lúc chết chúng ta bị sức mạnh của các hành vi theo nghiệp của riêng ta lôi cuốn hậu quả của các hành vi theo nghiệp xấu là sự tái sinh vào các cõi thấp. Để tự ngăn cản mình đừng làm các hành động tiêu cực, chúng ta phải nỗ lực tưởng tượng xem ta có thể chịu đựng nổi những nỗi khổ của các cõi thấp không. Khi đã thấy được hạnh phúc là kết quả của các hành động tích cực thì chúng ta sẽ rất hoan hỷ trong việc tích tập đức hạnh khi coi kinh nghiệm của những người khác cũng quan trọng như kinh nghiệm của chính mình bạn sẽ có thể phát triển lòng bi mẫn mãnh liệt đó là vì bạn sẽ hiểu rõ rằng các đau khổ của họ thì không khác gì với những đau khổ của riêng bạn và họ cũng ao ước đạt được giải thoát rất cần thiết phải thiền định về nỗi khổ của các cõi súc sinh và địa ngục nếu chúng ta không thực hiện sự tiến bộ tâm linh thì các hành vi tiêu cực của ta sẽ dẫn chúng ta tới đó. Và nếu chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng nổi nỗi khổ của sự thiêu đốt hay sự cống lạnh hoặc nỗi khổ khi không thể thỏa mãn sự đói khát thì động lực để thực hành của chúng ta sẽ tăng trưởng vô hạn. Hiện tại, đời sống làm người này ban cho ta cơ hội và các điều kiện để chúng ta tự giải cứu chính mình luân hồi luân hồi ở các cõi thấp là sự tái sinh làm một thú vật quỷ đói hay chúng sinh ở địa ngục theo các kinh điển thì địa ngục được xác định ở một khoảng cách nào đó ngay dưới bồ đề đạo tràng một địa điểm ở ấn độ nơi đức phật đã thành tựu sự giác ngộ nhưng nếu bạn đã thực sự vượt được khoảng cách đó thì bạn sẽ kết thúc ở giữa châu mỹ vì vậy các giáo lý này không nên hiểu theo nghĩa đen chúng được đề cập phù hợp với quy ước về thời gian hay niềm tin có tính đại chúng mục đích của đức phật khi xuất hiện ở thế giới này không phải để đo lường chu vi của thế giới và khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng mà đúng ra là giảng dạy giáo pháp để giải thoát chúng sinh cứu giúp chúng sinh ra khỏi nỗi đau khổ của họ nếu chúng ta không hiểu rõ sự tiếp cận căn bản của đạo phật chúng ta có thể tưởng tượng là đôi khi đức phật thuyết giảng trong một cách thế mâu thuẫn và lầm lạc nhưng trong mỗi quan điểm triết học khác nhau mà ngài giảng dạy đều có một mục đích và mỗi quan điểm đem lại lợi lạc cho những loại chúng sinh khác nhau khi nói về các địa ngục ngài phải lưu tâm tới nhiều loại quy ước và niềm tin có tính chất đại chúng với mục đích đặc biệt là khiến cho người nghe thực hành pháp tôi tin rằng các trạng thái như thế như các loại địa ngục nóng và lạnh khác nhau thực sự hiện hữu nếu các trạng thái cao nhất như niết bàn và sự toàn giác có hiện hữu thì tại sao cái đối nghịch của chúng là trạng thái đau khổ cùng cực nhất tâm thức không được điều phục nhất lại không hiện hữu ngay trong sự sống con người cũng có hai loại người khác nhau một số vui thú cuộc sống và nhiều hạnh phúc hơn một số người phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn vì vậy tất cả những sự khác biệt này trong kinh nghiệm xảy ra như kết quả của những khác biệt trong những nguyên nhân là các hành động hay nghiệp nếu chúng ta đi xa hơn nữa và so sánh nhân loại với các hình thức khác nhau của đời sống loài thú thì ta nhận ra rằng những tâm trạng của các thú vật thì không được điều phục nhiều hơn và nỗi khổ cùng sự lầm lạc của chúng còn hiển nhiên hơn nữa chúng vẫn có một khuynh hướng tự nhiên là ước muốn hạnh phúc và tránh né đau khổ một số thú vật rất khôn ngoan nếu ta cố bắt chúng bằng cách cho chúng đồ ăn chúng hết sức thận trọng ngay khi ăn chúng ráng chạy thoát nhưng nếu ta cho chúng ăn với sự chân thành và kiên nhẫn thì chúng có thể trở nên hoàn toàn tin tưởng vào chúng ta ngay cả các con vật như chó và mèo cũng cảm nhận giá trị của lòng tốt chúng nhận thức sâu sắc giá trị của sự chân thành và tình thương nếu có các mức độ thành tựu tâm linh khác nhau đặt nền tảng trên việc tâm thức đã trở nên được điều phục thế nào thì cũng có các mức độ tâm thức chưa được điều phục khác nhau tệ hơn cõi súc sinh là các trạng thái như cảnh giới của quỷ đói họ không thể thỏa mãn sự ham muốn các cảnh giới địa ngục là những trạng thái luân hồi ở đó những đau khổ hết sức cùng cực khiến chúng sinh khó duy trì được bất kỳ năng lực phán đoán hay hiểu biết nào nỗi khổ trong các địa ngục do bởi cái nóng dữ dội và lạnh dữ dội việc chứng minh các cảnh giới này có hiện hữu thì vượt quá logic bình thường của chúng ta nhưng chúng ta có thể kết luận rằng chúng hiện hữu vì chúng ta biết rằng đức phật đã chứng minh rất xác đáng logic và bao gồm nhiều vấn đề quan trọng khác như sự vô thường và lý nhân quả là những điều chúng ta có thể chứng thực hợp với luận lý vì thế chúng ta có thể suy luận rằng điều ngài nói về các mức độ tái sinh khác nhau cũng đúng thật động lực khi đức phật trình bày về các cảnh giới địa ngục chỉ do lòng bi mẫn và ước muốn của ngài là giảng dạy điều gì lợi lạc cho chúng sinh để giải thoát họ khỏi vòng luân hồi của sự tái sinh vì ngài không có lý do gì để nói dối nên những điều bí ẩn này cũng phải có thật hàng ngày chúng ta vẫn chấp nhận là Thật có những điều ta không có cách trực tiếp chứng minh. Tôi sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935. Tôi biết điều này chỉ vì mẹ tôi nói lại cho tôi và tôi tin ở bà. Tôi không có cách để có thể trực tiếp nhận thức hay chứng minh theo luận lý điều đó, nhưng bởi sự tin cậy dòng người mà tôi tin tưởng và không có lý do gì để nói dối tôi nên tôi biết là tôi sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935. Các vấn đề sâu xa về đời sống sau khi chết và sự hiện hữu của các cảnh giới khác chỉ có thể tiếp cận bằng cách tin cậy vào kinh điển. Chúng ta phải chứng minh giá trị của những kinh điển đó bằng cách áp dụng sự suy luận. Chúng ta không thể trích dẫn một cách hời hợt. Chúng ta phải nghiên cứu và áp dụng nó vào đời sống chúng ta những mức độ đau khổ khác nhau trong sự luân hồi ở các cõi thấp được giảng rõ trong nhiều loại kinh điển một số những nỗi khổ hết sức dữ dội vượt quá sự hiểu biết của ta nếu bạn tái sinh trong bất kỳ nơi nào trong những cảnh giới thấp này làm thế nào bạn có thể chịu đựng nổi chúng hãy truy xét xem bạn có tạo ra những nguyên nhân và điều kiện cho sự tái sinh ở những cõi luân hồi thấp như thế không bao lâu chúng ta còn ở dưới sự áp chế của những mê lầm các thế lực mạnh mẽ của sự oán ghét và ham muốn chúng ta sẽ còn bắt buộc phải chống lại ý muốn buông thả trong các hành động tiêu cực của mình chúng sẽ thực sự là nguyên nhân cho sự đọa lạc của chính chúng ta nếu điều này thực sự xảy ra thì chính ta sẽ phải chịu đựng những đau khổ nếu bạn không muốn chịu đựng nỗi khổ như thế hay bạn cảm thấy không bao giờ có thể chịu nổi những đau khổ dữ dội như thế thì bạn phải kềm chế thân ngữ và tâm bạn đừng miệt mài trong những hành động sẽ tích tập năng lực khiến bạn rơi vào những trạng thái như vậy. Những tiêu cực đã từng được tích tập phải được hoàn toàn tịnh hóa theo các thực hành thích hợp. Dạp gì mọi sự đều vô thường nên không có điều bất thiện nào mà không thể tịnh hóa bạn càng quán chiếu về những nỗi khổ này và càng cảm nhận mãnh liệt rằng chúng không thể chịu đựng được thì bạn sẽ càng thấy rõ năng lực hủy diệt của các hành động tiêu cực khi thiền định hướng về những nỗi khổ này bạn phải nỗ lực tưởng tượng chính bạn đã tái sinh trong những sự luân hồi này và đang chịu đựng những đau khổ của bản thân bạn ví dụ khi quán chiếu về những nỗi khổ của các địa ngục nóng bạn phải tưởng tượng thân thể bạn bị thiêu đốt và khi quán chiếu về những nỗi khổ của các địa ngục lạnh bạn nên nghĩ rằng thân thể bạn đang bị lạnh giá đối với những nỗi khổ của súc sinh thì cũng cần tưởng tượng như vậy bạn được khuyên nên đi tới một vài nơi cô tịch và cố gắng thể nhập toàn bộ kinh nghiệm của những chúng sinh như thế. Nỗ lực tưởng tượng rằng chính bạn đang chịu đựng nỗi khổ của họ. Bạn càng cảm thấy một cách mạnh mẽ là không thể chịu đựng nổi sự đau khổ thì bạn sẽ càng cảm thấy sợ hãi các cõi thấp. Điều đó dẫn tới sự hiểu biết về năng lực hủy diệt của các hành động tiêu cực và nỗi khổ do chúng gây ra sau đó khi bạn thiền định về lòng đại bi sự thực hành này sẽ giúp bạn tăng trưởng tình thương của bạn đối với những người khác đang miệt mài trong những hành động tiêu cực hết sức trầm trọng ngay bây giờ nếu bạn có thể phát triển một sự sợ hãi nỗi khổ với tư cách là con người thì bạn có tiềm lực khả năng và cơ hội để ngăn ngừa các nguyên nhân cho sự đọa lạc của riêng bạn chúng ta có thể tịnh hóa sự tiêu cực và tích tập các kho công đức vĩ đại chúng ta có thể tăng trưởng sự tích tập công đức ta đã có và sẽ có thể hồi hướng công đức khiến nó không bị sự sân hận phá hủy nếu ta thực hiện một sự thực hành đúng đắn từng ngày một thì chúng ta sẽ có thể làm cho đời người của mình có ý nghĩa sự quy y được thúc đẩy bởi sự sợ hãi những đau khổ của sự tái sinh và những cảnh giới thấp của dòng sinh tử một phật tử là người nương tựa quy y vào tam bảo phật pháp các giáo lý và tăng đoàn cộng đồng tâm linh một phật tử nhờ sự thực hành và kinh nghiệm biết rằng Tam bảo có khả năng che chở họ khỏi rơi vào các cõi luân hồi thấp. Vị thầy ở thế kỷ thứ 11, Qua, trong lần viếng thăm một tu viện, Ngài để ý thấy ngay cả trong những vị thầy cao tuổi đang ngồi cầu nguyện cũng có một vài vị không là phật tử nhiều người trong số đó thiếu một hiểu biết đúng đắn về tam bảo chính sự quy y làm mạnh mẽ thêm cho ước muốn thành tựu niết bàn đức phật là đấng hoàn toàn giải thoát khỏi mọi mê lầm và khiếm khuyết ngài được phú cho mọi phẩm tính tốt đẹp và đã đạt được trí tuệ xua tan bóng tối của vô minh pháp là kết quả của sự giác ngộ của ngài sau khi thành tựu sự giác ngộ một vị phật giảng dạy và điều ngài có thể là nam hay nữ giảng được gọi là pháp tăng đoàn được thành lập bởi những người đi vào sự thực hành các giáo lý được Đức Phật ban cho. Đây là những định nghĩa căn bản của Tam bảo. Hoạt động của Đức Phật là ban những giáo lý và chỉ rõ con đường. Hoạt động hay chức năng của pháp là xóa tan những đau khổ và các nguyên nhân của chúng là những mê lầm. Nhiệm vụ của tăng đoàn là hoan hỷ khi thực hiện sự thực hành pháp này bạn phải nhìn đức phật với sự kính trọng thái độ của bạn đối với pháp phải là một thái độ của sự ước nguyện nỗ lực tạo được kinh nghiệm về pháp ở trong tâm bạn và bạn phải nhìn tăng đoàn như những thiện tri thức tham dự vào tiến trình của con đường đức phật là đấng đạo sư chỉ cho ta con đường đi tới giác ngộ pháp là nơi nương tựa thực sự ở đó chúng ta tìm kiếm sự che chở để thoát khỏi những đau khổ và tăng đoàn gồm có những người đồng hành tâm linh trải qua các giai đoạn của con đường một trong những lợi lạc của sự quy y là tất cả những ác hạnh mà bạn đã phạm trong quá khứ đều có thể được tịnh hóa vì sự quy y đòi hỏi phải chấp nhận sự hướng dẫn của đức phật và đi theo con đường của thiện hạnh phần lớn các hành động tiêu cực bạn đã phạm trong quá khứ có thể được nhẹ bớt hay giảm thiểu và kho công đức của bạn tăng trưởng khi đã tìm kiếm sự nương tựa vào tam bảo chúng ta sẽ được che chở không chỉ đối với điều tổn hại trong hiện tại mà cũng được che chở để thoát khỏi tai họa của sự tái sinh trong dòng luân hồi ở các cõi thấp và có thể nhanh chóng đạt tới sự toàn giác của phật quả chúng ta không bao giờ được từ bỏ tam bảo ngay cả khi phải trả giá bằng đời sống của mình đã từng có nhiều trường hợp những người Tây Tạng bị ép buộc phải từ bỏ niềm tin của họ. Nhiều người đã trả lời là họ không thể chối bỏ đức tin và thay vào đó họ chọn lựa từ bỏ đời mình. Đây là sự cam kết chân thực của sự quy y. Ngài Trong Kappa nói rằng nếu sự sợ hãi và xác tính của bạn chỉ đơn thuần là những ngôn từ thì sự quy y cũng chỉ là ngôn từ. Còn nếu sự sợ hãi và xác tính của bạn vào khả năng của Tam Bảo có thể che chở bạn khỏi nỗi sợ hãi như thể được cấm rễ sâu sắc thì sự quy y của bạn cũng sẽ hết sức hiệu quả. Chính các đối tượng của sự quy y đã thành tựu một trạng thái hoàn toàn giải thoát khỏi sự sợ hãi và đau khổ nếu bản thân các đối tượng không đạt được một trạng thái như vậy thì họ sẽ không có khả năng che chở chúng ta giống như người té ngã không thể giúp bạn đứng lên được những người mà chúng ta tìm kiếm sự che chở ở họ phải giải thoát khỏi đau khổ và sợ hãi nếu không thì mặc dù họ có thể có ước muốn làm như thế họ sẽ không có khả năng che chở chúng ta Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ tự giải thoát khỏi sự đau khổ và sợ hãi, Ngài cũng hết sức khéo léo trong việc dẫn dắt chúng sinh theo chánh đạo. Chúng ta có thể hiểu rõ điều này bằng cách suy nghĩ về các giáo lý khác nhau mà Đức Phật ban ra, thích hợp với các lợi lạc và khuynh hướng khác nhau của chúng sinh. Ngài để lại những giáo lý có thể ảnh hưởng tới chúng ta bất luận mức độ phát triển tâm linh của ta như thế nào. Khi nhận ra tầm quan trọng của điều này, chúng ta cũng sẽ bắt đầu kính ngưỡng tất cả các tôn giáo trong thế giới, vì chính mục đích các giáo lý của mọi tôn giáo là để giúp đỡ những người khác. Ngài Tsongkhapa nói rằng nếu bạn quán chiếu về các phẩm tính vĩ đại tạo nên một đối tượng quy y và phát triển một sự xác tín sâu sắc nhất tâm vào ba đối tượng quy y thì không có cách nào khiến bạn không được che chở điều chúng ta cần có là một ý thức sợ hãi sâu xa về các nỗi khổ của những cõi thấp và sự tin cậy vào khả năng của tam bảo có thể che chở chúng ta thoát khỏi chúng chúng ta phát triển lòng tin cậy này nhờ sự thiền định về các phẩm tính của phật pháp và tăng lòng đại bi của đức phật không có thiên vị ngài không phân biệt giữa những chúng sinh giúp đỡ ngài và những người không làm điều đó sự làm việc vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh của ngài thì không thiên vị những tiêu chuẩn này chỉ có đầy đủ ở Đức Phật và vì thế mà Ngài và nhiều hình thức các hóa thân của Ngài cùng với các giáo lý Ngài ban cho và cộng đồng noi gương Ngài đi vào con đường thực hành của Ngài trở thành nơi nương tựa quy y ngữ của Đức Phật là khả năng khi được hỏi về bất kỳ vấn đề nào hay nhiều vấn đề khác nhau cùng một lúc ta được biết là ngài có thể thấu hiểu bản chất của tất cả những vấn đề đó và có thể đáp lại trong một lời phát biểu nhờ đó các câu trả lời ứng hợp với sự hiểu biết của người hỏi trí tuệ của đức phật có thể hiểu biết toàn thể phạm vi của các hiện tượng tương đối hay tuyệt đối giống như ngài đang nhìn vật gì trong lòng bàn tay vì thế mọi đối tượng của tri thức được hiểu biết và ở trong sự quán triệt của trí tuệ của ngài tâm của đức phật cũng toàn giác lý do khiến tâm một vị phật có thể hiểu biết toàn bộ phạm vi của các hiện tượng không có sự ngoại trừ nào là vì ngài đã đạt tới một trạng thái hoàn toàn giải thoát khỏi mọi che chướng đối với sự hiểu biết sở tri chướng các sở tri chướng là những dấu vết hay các thiên kiến để lại trong tâm do những mê lầm. Sự si mê, vô minh về bản tánh của thực tại, sự thâm luyến và sân hận từ vô thủy. Khi những dấu vết này được tẩy trừ, chúng ta đạt được trạng thái gọi là toàn giác vì không còn sở tri chướng nào nữa. Chúng ta đạt được trạng thái toàn giác của tâm thức nó thấu biết toàn thể phạm vi của các hiện tượng mà không bị một che chướng nào tâm đức phật xúc động tự nhiên do lòng đại bi không dơi cạn khi nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh vào lúc bắt đầu con đường đức phật đã phát triển lòng đại bi mãnh liệt hướng về tất cả chúng sinh và trải qua tiến trình của con đường ngài đã đưa lòng đại bi đó tới mức độ cao nhất lòng đại bi là một tâm trạng thiện hạnh và được đặt căn bản trên bản tánh trong sáng của tâm có năng lực tăng trưởng vô hạn thân ngữ và tâm của chư phật luôn luôn tích cực làm việc vì lợi lạc của chúng sinh các ngài đáp ứng ước muốn của chúng sinh và dẫn dắt họ qua các giai đoạn của con đường bằng một phương cách khéo léo thích hợp với các nhu cầu lợi lạc và khuynh hướng khác nhau của chúng sinh ngài Son kapa nói rằng nếu đức tin nơi đức phật của bạn vững chắc thì do bạn nhớ tưởng tới thiện tâm vĩ đại và các phẩm tính khác của phật mà đức tin của bạn vào hai đối tượng còn lại là pháp và giáo lý của ngài và tăng cộng đồng tâm linh sẽ đến một cách tự nhiên và toàn bộ kinh điển phật giáo sẽ giống như lời chỉ dạy riêng cho cá nhân bạn vì thế khi đã phát triển đức tin mãnh liệt ở đức phật bạn cũng phải phát triển đức tin mạnh mẽ vào giáo lý của ngài đừng bao giờ nên bình phẩm các hình tượng của một vị phật bất luận chất liệu hay hình dáng ra sao bạn phải kính trọng các hình tượng như bạn kính trọng chính đức phật khi đã quy y phật bạn đừng quan tâm tới hình tượng được tạo nên bằng chất liệu gì mà nên dành cho nó một sự kính trọng bất luận như thế nào bạn đừng bao giờ đem các tượng phật làm vật để mua bán hay dùng như đồ thế chấp có lần ngài atisha được một trong những đệ tử khẩn cầu ngài bình luận về một bức tượng của đức văn thù bồ tát của trí tuệ và nói rằng nếu ngài atisha thấy nó tốt thì anh ta sẽ mua bức tượng ngài atisha nói là người ta không thể phê bình về thân tướng của đức văn thù nhưng nếu nói về mặt điêu khắc nó chỉ ở mức trung bình rồi sau đó ngài đặt bức tượng lên đầu như một dấu hiệu kính trọng khi nói tác phẩm hẳn là trung bình dường như ngài atisha muốn nói nó trông không xuất sắc vì thế nghệ sĩ cần cẩn thận hơn nữa các nghệ sĩ có một trách nhiệm hết sức to lớn khi tô vẽ hình ảnh hay điêu khắc các bức tượng có một dáng vẻ tốt đẹp nếu không thì sẽ là một nguy hiểm trầm trọng vì khiến cho nhiều người tích tập ác hạnh bởi đôi khi do diện mạo bất cân xứng của hình ảnh chúng ta không thể nhịn cười được